Út làm cánh gà chiên nước mắm. Heo có 700g cánh gà, Út đem đi rửa nước mắm, nước muối loãng và để ráo. Gia vị thì Út sử dụng 2 muỗng canh đường vôm, muối hạt và nửa trái chanh để lắc Út chần sơ qua cái cánh gà. Bột ngọt, bột nêm, mỗi thứ nửa muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê tiêu xay, một muỗng cà phê dầu ăn. Tỏi và hành tím băm, nước mắm và dầu hào, tương ớt, chim su và cái bột ớt. Rồi trước tiên thì Út bắt một nồi nước để chần sơ qua cánh gà. Cái cánh gà này Út cắt cái phần này để lát mình chiên nó không có bị giật. Cái cánh gà co lại. Đổ vào một cái thau, cho nửa trái chanh vào. Chanh này giúp cho cái thịt gà của mình được mau mềm nè, nó có độ giòn đó các bạn. Cho muối mình chừa tí, lại lát mình làm cái nước sốt. Rồi Út đổ cái nước này hơi ấm ấm thôi các bạn, đừng có sôi quá, khoảng chừng 70 độ C thôi nha. Rồi để trong đây khoảng chừng 2 phút. Sau khi Út đổ ra và Út để ráo, giờ Út ướp gà, cho mọi thứ một lửa vào, tiêu một ít thôi và dầu ăn. Dầu ăn này giúp cho thịt gà của mình nó không có bị khô. Tí xíu muối, tí xíu đường. Cái ớt bột này mình ăn cay được bao nhiêu thì mình để bấy nhiêu nha. Mà cái ớt này Út thấy không có cay. Rồi Út để nửa muỗng canh. Giờ mình bóp cho thịt gà nó thấm vào cái gia vị. Ướp khoảng chừng 15 phút bắt đầu mới mình chiên. Cái thịt gà Út ướp cũng được 15 phút bây giờ Út chiên. Cho 2 muỗng canh nước mắm. Dầu hào 1 muỗng canh. Tương ớt Út cho 1 muỗng canh luôn. Rồi bột nêm, bột ngọt nãy còn cho vào. Tiêu. Tí xíu muối nãy còn đó. Rồi quậy lên.
Dạ, Út bấm một cái chảo lên bếp. Lấy cái mỡ chiên gà của mình nè, 3 muỗng cho vào. Cho cái tỏi và cái hành tím vào tươi. Nêm thử coi chị ăn chưa nha. Vừa đó. Giờ Út bỏ cái gà vào, dặn lửa nhỏ nhất để cho cái gà nó thấm cái gia vị. Chỗ nào cái thịt gà mình chưa có thấm nước hết, thấm nước mắm, mình rưới lên. Chiên từ từ cho cái gia vị nó thấm vào, cho cái nước mắm này thấm vào gà, thịt gà. Lấy cái phần nước mắm, nước sốt nước mắm nè, dưới lên cái phần chỗ nào chưa có thấm được các bạn. Thơm phân phức, mèo thịt gà nó vàng ấm luôn nè. Chiên từ từ cho cái nước mắm nó thấm vô cánh gà, nó sẽ được ngon hơn. Thì nó rút vô từ từ thôi. Đây là món cánh gà chiên nước mắm cốt đã sơn, dọn ra cái dĩa cũng thích thôi. Rồi, cho cái một nhánh hành vào. Một tí xíu tiêu vào. Như vậy là cái món cánh gà chiên nước mắm cốt đã xong. Các bạn thấy thích thì hãy tặng Út một like, một sub và nhấn cái chuông để nhận những video mới của Út nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo.